em cũng nói luôn là bất động sản này thì thực sự chủ cũng ra rất kẹt tiền. Đó. Nói chung là bất động sản, mỗi bất động sản cần bán thì mỗi cái câu chuyện nó khác nhau. Thì anh chủ đất này thì cũng đang là cầm cố tài sản thôi, nhưng mà không có đủ khả năng để chi trả đó, nên là anh cũng bán lỗ luôn á. Là anh bán giá thực sự muốn bán nha, không có thương lượng nữa, chỉ là bớt lọc lá thôi. Thì giá là 3 tỷ anh chị, 3 tỷ cho tổng bất động sản là 2.246 mét vuông, có 44 mét mặt tiền đường nhựa này. Tính ra thì 3 tỷ mà tính ra 1 mét ngang là chỉ có là 60 mấy triệu, gần 70 triệu một mét thôi. Còn mà tính mét vuông thì khoảng là 1 triệu 3 một mét vuông. Chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Hiện tại em đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì trước tiên em muốn giới thiệu con lô đất này tới anh chị á. Thì em sẽ nói sơ qua cái bất động sản này. Trước tiên là bất động sản mình là có 44 mét mặt tiền đường nhựa này, 40 chính xác là 44,6 m ha, mặt tiền đường nhựa này. Và chiều sâu của mình á là 50 mét, bên này 50 mét, bên kia cũng 49 mét, gần 50 mét. Đó. Và hậu của mình thì là 50 mét và có sẵn 300 thổ cư. Đó. Tổng diện tích của mình thì là 2.246 mét vuông. Có hướng thì hướng Tây Nam ha. Mặt tiền của mình là hướng Tây Nam. Thì buổi chiều thì cũng hơi chói chói nắng một chút xíu, chói nắng một chút xíu ha. Ranh của mình thì từ đây anh chị. Ranh của mình là từ cột mốc này ha. Đây. Đổ qua bên này. Hiện tại trên đất mình thì đang trồng tràm. Tràm này thì chắc khoảng là hơn 1 năm tuổi rồi. Đây qua bên này. Ranh của mình thì chủ đất đã rào B40 rồi anh chị. Khu dân cư nha anh chị ơi. Xung quanh đây thì dân cư đã ở hiện hữu rồi. Có cái là chỗ này hơi xưa chút xíu. Anh chị ra ngoài đây đây khoảng vài trăm mét thôi là ngoài kia dân cư ở đông lắm anh chị. Này. Đành mình tới đây ha. Đó. Là 44,6 m nha anh chị. Sâu là sâu 40. Trước khi vào phía bên trong thì em đi nói thì vị trí bất động sản mình đi ra được tỉnh lộ 329 thì khoảng là 2 cây số anh chị, 2 cây số. Thì mình ra đây mình có ngã ba, mình rẽ bên tay trái mình đi thẳng ra luôn ha, là ra được 329. Và tỉnh lộ 329 đó thì mình sẽ giao được với lại quốc lộ 55. Từ vị trí này mà đi ra giao với quốc lộ 5 thì khoảng là mười mấy cây số lắm, mười mấy cây số. Để mà xuống được biển Hồ Tràm thì khoảng là 20 cây, 20 cây số. Thì mình ra quốc lộ 5 thì cũng như ra thị trấn rồi, ra thị trấn thì khoảng mười mấy cây, rồi còn mấy cây nữa thì mình ra được biển Hồ Tràm. Đây. Bất động sản mình thì dường như là trồng là tràm hết anh chị. Tràm. Tràm này chắc cũng trồng cũng tương đối lâu rồi. Chứ không phải mới trồng. Đất mình thì có sẵn 300 mét thổ cư thì quá tuyệt vời luôn. Xây dựng thoải mái. Còn mà thí dụ mà sau này anh chị muốn mua về mà để phân lô tách thửa thì vẫn được luôn anh chị. Do thời điểm bây giờ thì Bà Rịa Vũng Tàu chưa có cái văn bản mà cho phân lô tách thửa lại, đang ngưng. Nhưng mà nếu mà cho lại thì anh chị biết rồi, cái ở cái đất xã thì phải phân lô tách thửa để mà tách ra mà không dựng nhà thì là 80 thổ cư ha.
xong từng tách nhà là 8, mỗi lô phải có 80 thổ cư mới tách được. À, còn mà để mà dựng nhà lên mà để cho hợp thức hóa thì là ít nhất phải là 40 thổ cư. À, còn thị trấn thì sẽ khác anh chị. Đây, ranh đằng sau mình đây ha. Đây thì dường như rào B40 là của mình. À, nói chung là tràm hết ở phía bên kia, hết tràm bên kia ha. Qua tới bên này là 50 mét lần anh chị, nở hậu mà. Tiềm thì 44 mét thôi. Nhưng mà hậu mình được 50 mét lần, nở hậu hơn gần 6 mét. Bên này đã có rào lại rồi. Từ Sài Gòn mà anh chị di chuyển về bất động sản này thì khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc anh chị. 2 tiếng rưỡi. Vị trí thì nằm ngay khu dân cư. Em cũng nói luôn là mình ra đầu đường tỉnh lộ 329 á, thì ngay chỗ đầu đường nó sẽ có cái quy hoạch là vòng xoay 991 đó, cũng rất là gần. Thì vòng xoay đó mình sẽ có con đường mình sẽ phóng thẳng qua Hòa Bình, rồi nói chung mình cũng đi qua được Châu Đức luôn anh chị. Là sau này tương lai thì giao thông rất là thuận tiện. Trước mắt là Đức mình là giao thông rồi, đã thông thương rồi đó. Đường thông và khu bên này cũng khu dân cư. Rồi, cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em đi nha. Rồi em đi sẽ dẫn cô chú chị mình cùng xem bất động sản này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh của em đi. Xin chào và hẹn gặp lại.